Vợ siêu mẫu Đức Tiến lần đầu giải thích lý do vì sao không đưa mẹ chồng sang Mỹ gặp con trai lần cuối. Thì sức khỏe má cũng yếu, mà đi đường xa, lỡ có qua đây mà lỡ có chuyện gì em sao sống được với anh Tiến. Em hơi bị khó là bây giờ con trai má mất mà mình không cho qua thì cũng không được. Mà lỡ đi nửa đường có chuyện gì thì em cũng sống cũng sao sống nổi nữa. Đúng. Cho nên em cũng hơi khó xử cho em. Hai vợ chồng dự tính về Việt Nam chuyển phôi bầu lần hai. Hè này mình về để chuyển thêm phôi, tại vì còn phôi đông lạnh ở Việt Nam, cho nên nếu mà làm thì làm cực là cực một lần luôn. Mà mọi người cũng nói là mèo nên có em, thì chứ nói là thôi mình về mình chuyển phôi rồi ảnh chơi dẫn với mèo, thì ảnh lúc nào cũng nói thôi thêm một người nữa cho mèo chơi. Xót lòng con gái mỗi tối muốn được ôm cha, quanh quẩn trong nhà tìm dấu chân của đấng sinh thành. Tối nào về cũng muốn ôm hình ôm daddy, nói I want to hug daddy. Thì muốn ôm daddy thì cái em nói vậy thì con chứ ôm như vậy nè là có daddy. Vậy thì mình đi vòng nhà tìm dấu chân của bà để mình đi lên với daddy, tại vì daddy nhớ con. Cái em mẹ nói mẹ thấy daddy buồn. Sau một tuần hoàn tất tang lễ của siêu mẫu Đức Tiến, Bình Phương nay mới đủ bình tĩnh để ngồi xuống giải đáp thắc mắc mà khán giả đặt ra suốt thời gian qua. Về vấn đề sức khỏe của Đức Tiến, cô khẳng định chồng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Anh vừa khám tổng quát vào tháng 12 năm 2023 và kết quả đều rất tốt. Anh không gặp chứng mất ngủ, cường độ làm việc trong mức kiểm soát và ý thức chăm sóc sức khỏe rất cao. Việc anh đột ngột phát bệnh và ra đi vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác. Các bác sĩ đến nay chưa có kết luận cuối cùng cho trường hợp của Đức Tiến và vẫn đang trong vòng điều tra. Bình Phương cho biết thêm chồng mình đến nay vẫn chưa có giấy chứng tử, dự kiến phải từ 2 đến 6 tuần bệnh viện mới cung cấp giấy này cho gia đình. Đây cũng là một phần nguyên nhân mà Bình Phương chưa thể làm giấy tờ đưa mẹ chồng sang Mỹ, dù bản thân cô cũng rất áy náy khi con trai bà mất mà người làm mẹ không nhìn con lần cuối. Ngoài ra, lúc sinh thời Đức Tiến cũng không muốn mẹ sang Mỹ. Bình Phương từng gợi ý với chồng làm giấy tờ đưa mẹ chồng sang Mỹ du lịch và mừng sinh nhật của bé mèo nhưng anh không đồng ý. Anh sợ không thể chăm được mẹ khi bà sang đây vì hai vợ chồng đều đi làm, bé mèo đi học, nhà chỉ còn một mình bà. Sức khỏe của mẹ Đức Tiến những năm gần đây cũng không còn tốt. Anh sợ rằng bà không chịu được chuyến bay kéo dài từ 16 đến 20 tiếng. Với lời dặn dò trước đó của chồng, cộng thêm tình huống thực tế nên Bình Phương đứng ở thế khó. Cô cho biết lúc ở bệnh viện, ngay khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của chồng, người đầu tiên mà cô báo tin là mẹ Đức Tiến. Cô gọi để mẹ nhìn thấy mặt con trai mình lần cuối, dù chỉ thông qua màn hình điện thoại. Trên thực tế, vợ chồng cô đã lên kế hoạch hè này sẽ bay về Việt Nam đưa mẹ đi du lịch nghỉ dưỡng, cho mẹ gặp cháu nội, gia đình sẽ đoàn tụ hạnh phúc nhưng không ai ngờ được sẽ có chuyện đau lòng xảy ra. Về câu chuyện mang thai lần hai được lan truyền trước đó, Bình Phương bộc bạch vợ chồng cô cũng dự tính trong chuyến về Việt Nam này sẽ chuyển phôi đang trữ đông để bầu lần hai. Nhưng chưa kịp làm gì thì Đức Tiến đã ra đi mãi mãi, mọi chuyện đều dang dở. Bé mèo những ngày qua liên tục hỏi mẹ ba đang ở đâu, mỗi tối cô bé muốn ba ôm mình, hôn mình như ngày trước. Con gái Đức Tiến chỉ lên di ảnh của ba và muốn mẹ lấy xuống để mình hôn, nhìn con như thế người làm mẹ như Bình Phương xót xa khôn nguôi. Dây chuyền thánh giá mà nam siêu mẫu thường đeo nay bé mèo ôm kề cận bên mình. Cô bé đi quanh nhà để tìm dấu chân của ba, muốn đi theo ba về với Chúa. Nhắc đến khoảnh khắc này, Bình Phương nghẹn lòng xót xa. Sau tất cả, Đức Tiến cũng đã hoàn thành ước nguyện về với Đức Thánh. Bình Phương và bé mèo sẽ phải mạnh mẽ để đi tiếp chặng đường trong tương lai của mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.